kỹ thuật để đọc vị suy nghĩ của người khác qua ngôn ngữ họ nói. Rồi ta sẽ phát hiện ra rằng là trời ơi, hóa ra trong các cái cuộc nói chuyện mọi người đang phơi mình ra hết mà mình không hề biết cái điều này, cho nên mình giao tiếp nó không hiệu quả. Nào, tiền đề ngôn ngữ này, đây là những giả định có ích cho việc ta nhận biết được khách hàng có ẩn ý gì qua lời nói. Khách hàng có ẩn ý gì? Hầu hết khi chưa được biết điều này, chúng ta mới chỉ đọc được cái lớp bên trên của ngôn ngữ thôi, và hầu hết không chú ý đến cái tầng ẩn của nó, mặc dù nó đang rất là rõ. Đấy nhá, đây. Khi ta bắt đầu học được kỹ thuật này thì ta mỗi một ngôn từ khách hàng nói ra, và bây giờ ta bắt đầu đọc sách này, ta bắt đầu đọc được những dòng chữ trên sách, ta biết ngay ẩn ý bên dưới là cái gì. Và khi ta sở hữu ngôn ngữ này, trở thành bậc thầy đi chăng nữa, thì bắt đầu lúc đấy ta mới biết là giúp khách hàng tạo ra một phiên dịch bên trong mới. Nhờ về việc ta nghe khách hàng có ngôn từ tiêu cực, khách hàng có ngôn từ là niềm tin giới hạn, ta biết ngay lập tức để phải dùng ngôn ngữ gì để tạo ra một suy nghĩ mới, một hướng suy nghĩ mới cho khách hàng. Đấy, thay vì ta thấy rằng khách hàng đổ lỗi viện cớ ở vùng này, ta biết ngay là rằng thế giới này nhị nguyên, mọi thứ đến cho ta là vì ta. Bây giờ bạn thử đứng sang góc này để bạn hỏi mình xem có điều gì tốt cho bạn trong chuyện này, và bạn chỉ lấy những câu trả lời tích cực xem sao. Đấy, thì đấy là cái quá trình ta giúp khách hàng tạo ra một phiên dịch bên trong mới. Ngôn từ của NLP thì nó dùng hơi kỹ thuật một tí, nó gọi là một phiên dịch. Thì thực ra đây là suy nghĩ. Phiên dịch tức là suy nghĩ, đúng không? Đấy, ta kết luận nó là cái gì đấy, là phiên dịch, ta phiên dịch sự kiện hiện tượng vào trong não mình, thì đấy nó thực ra nó là suy nghĩ. Nhưng họ cứ dùng cái từ kỹ thuật là một chút thôi. Rồi. Rồi. Tại sao kỹ thuật này quan trọng? Tại sao cái kỹ thuật là tiền đề đọc vị ngôn ngữ này quan trọng? Bởi vì khi ta học được kỹ thuật này thì nó sẽ giúp ta loại trừ đi những hiểu lầm. Những hiểu lầm phát sinh từ việc suy diễn. Phát sinh từ việc suy diễn. Ví dụ chị Phương của chúng ta, ừ thì chị bất bình, chị nói là tôi sẽ trả cho ông gấp 4 lần. Thế thì thứ nhất là gì? Chị Phương có muốn thế không? Ừ thì cũng muốn, ông phải hiểu tôi, phải đau như vậy đấy, ông hiểu tôi. Thì đương nhiên là mong muốn của chị vậy. Nhưng mà chị cũng dùng cái ngôn từ đấy, nó quá mạnh, nó sai mất rồi. Bởi vì đằng sau đấy là chị muốn gì? Chị muốn ông phải hiểu ra thôi, chứ còn tôi vẫn muốn một gia đình nó ok cơ mà. Nhưng mà chị đã dùng ngôn ngữ đúng hay sai? Sai rồi, cho nên ông bắt đầu hiểu là chết là bà trả thù tôi thế này thì tôi biết thân rồi, tôi sẽ... Bà có yêu tôi đâu, bà có yêu tôi đâu. Đúng không nào? Chắc là bà có thằng khác rồi. Thế ông bắt đầu suy diễn. Ông bắt đầu suy diễn, đúng chưa? Đây, thế này. Thế nên nếu chúng ta có kỹ thuật này thì ta sẽ bắt đầu loại trừ được những hiểu lầm phát sinh. Cho nên là gì? Là có một cái tiền đề là gì? Đánh giá về con người. Thì thông tin quan trọng nhất là hành vi và chuỗi hành vi ấy. Bây giờ bà nói là tôi trả thù ông gấp 4 lần, bà có đi trả thù thật không? Thế thì đúng là bà không đi làm cái gì khác thì đấy, hành vi của bà như vậy. Nói vậy nhưng hành vi có phải vậy không? Không. Đấy, hiểu về NLP chúng ta hiểu. Đấy, sâu sắc như vậy, các góc cạnh như vậy. Đoán biết để ta chín chắn hơn là như vậy. Rồi, giúp ta loại trừ đi từ việc suy diễn. Bắt đầu này. Thế thì ta hiểu này. Bây giờ đã là con người trong cuộc sống này, một khi một ai đó mà, bất kỳ ai đó mà cất ra một ngôn từ nào đó nói, thì đều ẩn bên dưới của nó là một nhu cầu, là một nghi ngờ, là một mong muốn, là một đề xuất, là một khát khao nào đó. Không ai nói ra một ngôn ngữ nào đó mà lại không có ý nghĩa. Được chưa nào? Đấy, ta phải đọc được tầng ẩn của cái lớp ngôn ngữ bề mặt. Tầng ẩn nó. Và ta hiểu ngay này. Bất kỳ ai nói ra một ngôn ngữ nào đó thì trước đó nó phải có một cơ sở, đấy gọi là tiền đề. Được chưa nào? Ai nói ra một ngôn từ nào đó nó phải có một cơ sở trước đó rồi thì họ mới nói thế này. Được chưa? Ví dụ một người nói, tôi không biết mình có nên nghỉ việc không. Thì cơ sở của cái người nói ngôn ngữ này ra là gì? Anh ấy đang có một công việc đang làm. Thì anh mới nói rằng gì? Không biết tôi có nên nghỉ việc không. Được chưa nào? Cơ sở là việc đó. Thế thì khi một người cất ra ngôn ngữ này, ta hiểu ngay cái ẩn ý của ông ấy này. Ta hiểu ẩn ý này. Anh này bắt đầu không thích công việc cũ nữa rồi. Anh ta ghét công việc cũ rồi. Đấy, thì anh mới đang băn khoăn rằng không biết có nên nghỉ việc không. Hoặc là có thể anh này này, có thể anh này đang muốn tìm một công việc có thu nhập cao hơn, hay đang có một lời mời nào đó, một công việc nào rồi. Đúng không nào? Thấy cái điều này rất thường trong cuộc sống đúng không? Bạn bè thân thường nói chuyện với nhau cà phê rồi,
Hôm nay có khi tao bỏ việc này thôi. Tao biết ngay là đang chán việc này rồi, hay đang có một lời mời nào đó, hay đang muốn chuyển việc rồi. Đấy, tao biết ngay lập tức. Đấy. Thế còn muốn biết thì một lát nữa tao học đến ngôn ngữ meta, hỏi một câu ra biết ngay. Thế là đọc vị con người rất dễ, làm chủ cuộc giao tiếp rất dễ. Hoặc một người khác: chồng tôi không hiểu tôi. Thấy chưa, câu chuyện này nhiều không? Đấy, khi biết được cái điều này rồi, chị Nguyệt bây giờ bắt đầu làm vua chị em phụ nữ ngay lập tức. Biết ngay là chị em chúng ta là đối tượng của ba vị trí đây rồi. Đối tượng của kỹ thuật trị liệu cáu giận đây rồi. Được chưa? Đối tượng của nhấc họ sang vùng nguyên nhân chứ không phải để họ đứng vùng hậu quả đây rồi. Được chưa? Một người nói rằng này, chồng tôi không hiểu tôi, thì tiền đề của chị này là gì? Cơ sở là gì? Chị này phải có chồng thì chị mới nói rằng không, chồng tôi không hiểu tôi. Đúng rồi, chị này phải có chồng. Và khi chị này cất ra cái ngôn từ này, mình biết ngay rằng hai vợ chồng gì đang có cái sự không chịu lắng nghe nhau, đang có sự bất đồng quan điểm với nhau rồi. Bắt đầu ở giai đoạn tổn thương rồi. Tổn thương hay kháng cự rồi. Thấy chưa? Đấy. Và nặng hơn nữa thì chị này đang ở giai đoạn ủ mưu rồi. Đấy. Rất rõ chưa? Đấy, ngôn từ bây giờ rất rõ. Đấy, cho ta hiểu. Rồi.